Thân chào các anh em ở nước ngoài cũng như thành phố Hồ Chí Minh 24 quận huyện. Hiện giờ Hiếu Phạm đang ghi hình miếng đất 6.335 mét đất lúa của chính chủ đang gửi Hiếu Phạm để ghi hình miếng đất này. Miếng đất này tọa lạc tại ấp 2 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đường xe Honda chạy vào cách đường xe hơi khoảng 700 mét, và sau đó đi ra chợ Bình Hòa Nam, đường nhựa tỉnh lộ 816 khoảng 800 mét nữa là khoảng một cây gửi vô tới miếng đất này. Miếng đất này là miếng đất rất là vuông anh em, tại ấp 2 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, gần sông Vàm Cỏ Đông. Đó thì miếng đất này vuông vức thì chủ hiện giờ kêu bán miếng đất này là 1 tỷ 1, thương lượng nhẹ cho các anh em. Thì giờ này đã 5 giờ chiều rồi, Hiếu đang ghi hình cho chủ miếng đất này. Và ông chủ thì đang đứng đằng đó. Thì miếng đất này nó rất là vuông anh em, 6.000, Hiếu nhắc lại là 6.335 mét đất lúa được chính chủ đứng kêu bán và giá 1 tỷ 1, thương lượng nhẹ cho anh em. Còn bán thêm cho anh em cái đường vô là mỗi mét là 40 triệu. Thì anh em muốn mua mấy mét, chủ bán cho anh em mấy mét để cái đường vô đất của mình luôn, nó tiện lợi cho anh em. Thì hôm nay Hiếu Phạm là ngày 26 tháng 8 năm 2019 để quay cho anh em thấy miếng đất giáp dòng luôn nè. Đó. Nhưng mà nói là cái đường đi khoảng 45 thước tới kinh là tới bờ. Dạ. Thì để hồi Hiếu sẽ đến quay cho chú yên tâm. Đó thì các anh em ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như anh em ở nước ngoài đang theo dõi và đăng ký kênh YouTube mua bán đất của Hiếu Phạm miễn phí, thì anh em cứ theo dõi để có được cái điều kiện, và anh em rảnh rỗi thì giúp Hiếu ngồi ở nhà xem và theo dõi cần mua miếng đất nào để cho phù hợp với khả năng tài chính của mình cũng như sự về an cư lạc nghiệp của mình tại nơi Bình Hòa Nam, Đức Huệ, Long An này. Thì anh em bấm cái kênh, cái chuông để đăng ký. Và hiện giờ thì Hiếu Phạm sẽ đi lại chủ và chủ sẽ nói miếng đất này cho anh em, rồi sau đó Hiếu sẽ đăng lên YouTube. Mời chú nói chú. Nói gì? Cái miếng đất của chú là 6.000 mấy? 6.335 thước, bán là 1 tỷ mốt. Có thương lượng phải không chú? Thì bớt cũng chút đỉnh nè. Rồi sau đó chú chỉ, nhờ chú chỉ cái đường đi để bán thêm cái đường thì đi. Thì đường đi đây vẫn là 45 thước là ra tới tới kinh rồi, tới đường đi cỡ xe Honda luôn mà 40 triệu thước, mà mua mấy thước bán mấy đó, thước. Đó thì anh em nè, anh em sẽ thấy cái đường này là đường đi ra bờ kênh là xe Honda đó ha. Là 45 thì thước đi ha. Chiều dài là 45 mét. Thì chủ bán là 1 mét ngang gì nè, là 45 mét là 40 triệu. Anh em mua 2 mét là 80 triệu. Mua 3 mét là 120 triệu, đó là chủ kêu ha. Thì Hiếu chay quay trở lại là điện nước đầy đủ, wifi tới chỗ cho mình luôn nha anh em. Miếng đất rất là vuông và tương đối là nó cũng cao đó chứ không thấp đâu, nho vì cái đường mương này nè nó dẫn nước đi vào cho nên là bị hơi có nước. Thì Hiếu Phạm sẽ đi tiếp thẳng ra cái đường đi này. Anh em nếu anh em nào có mua thì chủ sẽ bán là 1 mét ngang, là dài 45 mét tới là 40 triệu. Thì chỉ cần anh em bỏ ra chừng khoảng, theo Hiếu nghĩ chừng khoảng 1 tỷ mốt 50 là anh em sẽ có được là 6.335 mét cộng thêm các đường đi của mình nữa để đi ra ngoài bờ, cặp cái bờ kênh rất là mát mẻ và đi thẳng vô đất của mình. Thì hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2019 thì Hiếu để ghi hình này để cho anh em biết là Hiếu đã ghi hình vào lúc nào, thời điểm nào, thì giá đất thời điểm đó để anh em tiện bề theo dõi. Thì đường này đi về quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh mất khoảng là 1 tiếng 10 phút thôi, tức là quận Bình Tân nơi chợ Bình Trị Đông đó. Thì đường này anh em nói trước cho anh em là đường xe Honda nha anh em, đường xe Honda. Và đây là cái bờ kênh nè, Hiếu nói thấy không, mặt tiền cái bờ kênh đó, đây là cái mặt tiền cái bờ kênh nè. Rồi cái đường này là đường đá xanh nè ha, chạy vô từ ngoài chợ Bình Hòa Nam chạy thẳng vô đây là đường xe ba gác cũng như là xe Honda. Còn cái miếng đất này á, là đi vô miếng đất này mình phải mua nha anh em, đi vô đó là mình phải mua 3 mét hay 2 mét gì đó là tùy khả năng tài chính của mình. Thì nếu mà mình nghĩ là Hiếu Phạm nói là anh em chỉ cần mua 2 mét thôi là đã đủ rồi, hoặc là anh em có xe hơi sau này giữ trước thì mua 3 mét thì tốt hơn đấy. Thì anh em nào cần thì gọi cho Hiếu là 0913871833 để Hiếu dẫn anh em lại coi miếng đất này mua. Thì Hiếu nói là miếng đất này là điện nước wifi có tới chỗ luôn cho anh em. Rồi cái đường này là anh em phải mua là 1 mét là 40 triệu ha, vô tới đất của mình. Còn miếng đất của mình là hiện giờ đang kêu bán là 1 tỷ 1 là 6.335 mét đất lúa. Chủ bao sổ sách cho mình tới chỗ tới nơi luôn, ra sổ hồng chính chủ.
Thì một lần nữa xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em. Nhớ đăng ký kênh của Hiếu Phạm là miễn phí ở cái nút chuông đỏ, để anh em có được những cái video mà Hiếu Phạm đi tận nơi tận chỗ Long An đó, hình ảnh thật, việc thật đăng lên. Anh em có cái nhu cầu mua đất ở thì anh em sẽ tiện bề theo dõi. Khi anh em làm việc buổi sáng tới buổi chiều rảnh thì mình sẽ kịp thời lắng nghe những gì Hiếu nói và biết được những cái thông tin để anh em tiện bề. Hiếu sẽ giúp cho các anh em tới đây đã viên mãn rồi, thì Hiếu xin chúc anh em một buổi chiều vui vẻ, các tường và thành tựu trong cuộc sống. Và Hiếu xin chào và Hiếu sẽ đi làm tiếp những nhiệm vụ của Hiếu là ghi hình những miếng đất kế tiếp theo. Thân ái, hẹn gặp lại anh em.